đó đẹp quá cha. Cho đẹp quá hả? Cho nó ăn, con cho nó ăn đó hả? Ăn sao? Nói chuyện, con nói chuyện với nó, cho nói chuyện với nó đi. Nói chuyện coi. Cho cá ăn đó hả? Không có ngậm đó, dơ con ngậm gì? Ông. Cho nó biết nói chuyện không? Nói chuyện với con chó đi. Nó đòi ăn kìa. Cho nó ăn gì vậy? Đem đâu vậy? Dán răng hả? Sao? Dán răng hả? Dán răng hả? Sao nó dán răng? Gắn răng hả? Tiết hả? Wow, sao nó khiêu quá. Ăn. Có đồ ăn đâu, có muỗng không, có đồ ăn đâu. Ăn. Thằng Vinh nó. Đi đứng. Nó thằng này đứng luôn hả? Tại không chịu ăn hả? Không chịu ăn bắt đi đứng hả? Stand on the wall. Đi đứng rồi vứt phân tay rồi. Phân tay rồi luôn hả? Tội nghiệp không? Nó khóc kìa. Tội nghiệp nó quá mày. Rồi, ăn hết đi. Sao? Ô, đang ăn luôn hả? Đang ăn vậy đó hả? Cha, cha muốn ăn không? Không, cha không ăn. Sao cha không ăn? Cho con chó ăn đi, nó ngoan rồi kìa. Không, đứng vô nó 1 phút. Nó ngoan rồi đó. Không. Nó ngoan rồi, nó đi vô nó buồn hiu rồi. Không. Ăn, ăn, ăn. Ai ăn? Ăn là bộ. Cho, thôi cho chó ăn đi. Ầm. Ầm. Ăn chó ăn đi, ầm. Vậy thôi đó hả? Trời. Dạ. Cha hỏi xin lỗi mày, cha hỏi con chó xin lỗi mày. Chó xin lỗi mày đi. Nó nói xin lỗi mày. Nó xin lỗi rồi đó. Cho nó ra đi. Xin lỗi quá trời. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhớ xin lỗi mày, nhớ xin lỗi mày, nhớ xin lỗi mày. Nhớ rồi nha. Nhớ chưa chó? Chó nhớ chưa? Mất mày cho ăn phải ăn ngay chưa? Không không mày nó bắt đi đứng nữa. Để con tha lỗi cho nó đi, nó xin lỗi rồi, nó ngoan rồi. Đi tha lỗi cho con chó đi. Ăn giỏi. Ừ, đi ra ăn giỏi cho ngồi lên bàn đi con Quang. Ra cho nó ngồi lên bàn nè con. Bữa ăn đi. Trở ăn luôn kìa, trời nó ăn giỏi quá. Ăn giỏi nha chó. Đó, ăn đó. Đừng đốt muỗng. Đó, tự ăn luôn đó. Nó không chịu. Nó không chịu hả? Con xuống con kêu nó ra. Đi ăn. Rồi đưa ra ăn muỗng. Sau lưng. Đi ăn. Cho bỏ cho lên lưng nó luôn vậy. Cho nó lên thùng bia nó ăn đi. Ăn rồi. Đi. Ăn chỗ này. Ừ, cho nó luôn. Ngon quá. Ăn giỏi quá mày. Ăn giỏi rồi mày. Thôi. Ok. Bye bye nha mày. Bye. See you next time nha mày.